Thưa quý vị, mùa xuân là dịp để mỗi gia đình quây quần sum họp, tận hưởng khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, của mùa trăm hoa đua nở. Những ngày giáp Tết, không khí tại các làng hoa nhộn nhịp hẳn lên, sắc màu rực rỡ của hoa đào, hoa cúc gieo vào lòng người niềm háo hức rộn ràng. Thưa quý vị, xuân đã về tươi thắm những mở hoa, nghe vấn vương bồi hồi sao xuyến lạ. Khi cái rét đi qua, nắng ấm dần lên cũng là lúc trăm hoa đua nở để chào đón một mùa xuân mới. Và những ngày giáp Tết như thế này, còn gì tuyệt vời hơn khi được ghé thăm những làng hoa rực rỡ. Mùa xuân dường như đến sớm hơn với người dân ở làng hoa Phương Viên. Những ngày giáp Tết, dọc hai bên đường là sắc hoa rực rỡ, phủ kín những cánh đồng cằn cỗi trước đây. Ngoài thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, thì hoa cũng là thứ không thể thiếu trong mọi gia đình, mỗi dịp xuân về. Từ 20 tháng chạp, khách mua đã nô nức đến làng hoa chọn lựa để về làm lễ hay trưng hoàng nhà hưởng. Chào bác ạ! À. Vâng. Dạ, bác ơi, làng hoa năm nay thì trồng có hai loại hoa chủ yếu. Đó là hoa đào. Hoa đào là trồng 3 hectare. Thế và hoa cúc thì hoa cúc là 30 loại cúc khác nhau. Đấy, và các loại hoa khác nữa thì là các loại hoa điểm. Ví dụ như thạch thảo. Thời tiết của năm nay thì có phần hơi khắc nghiệt, vậy thì làm thế nào để mình có thể chăm sóc những cây hoa cũng như là để những cây hoa nở đúng vào dịp Tết hả bác? Tôi dùng điện là chủ yếu. Thế dùng điện thì là tính ra cái ngày của nó thường là cắt độ trước độ 1 tháng, thế 1 tháng rưỡi là cắt điện không thấp nữa thì buộc cho hoa nảy nụ. Đấy. Thì tôi lấy thí dụ tôi định 25 Tết để là hoa phải nở thì tôi cắt trước đấy 1 tháng rưỡi. Đấy, để cho hoa vào nụ và bắt đầu thúc bằng phân vào hoặc là tưới nước vào. Đấy, thì hoa buộc đến 25 phải nở. Hoa năm nay là tương đối đúng dịp. Thí dụ như hoa đào là rất khớp. Còn hoa cúc đây, tôi đây là đã bán cách đây chục ngày rồi. Đi giữa vườn hoa rực rỡ sắc màu, ta cảm nhận rõ không khí Tết rộn ràng, tươi vui. Bằng đôi bàn tay khéo léo, sự cần cù, chịu thương, chịu khó, người dân làng hoa đã mang sắc xuân đến mọi nhà và tô điểm cho cuộc đời thêm lung linh. Thêm một mùa hoa khởi sắc, niềm vui hiện hữu trên gương mặt, trong nụ cười và mang theo biết bao niềm tin và hy vọng trong năm mới.